Hóa chất Đức Giang chiêu mộ ngoại binh đáng sợ hơn cả Polina Rahimova. Là đội bóng có tiềm lực tài chính hàng đầu bóng chuyền Việt Nam, Hóa chất Đức Giang được cho là sẵn sàng chiêu mộ ngoại binh còn khủng hơn cả Polina Rahimova. Mỗi khi bước vào mùa chuyển nhượng, Hóa chất Đức Giang có lẽ là cái tên được nhắc đến nhiều nhất. Dễ hiểu bởi đội bóng của Bầu Huyền có tiềm lực kinh tế hàng đầu bóng chuyền quốc nội. Còn nhớ thời điểm tháng 1 năm 2023, đã có rất nhiều tin đồn về việc Hóa chất Đức Giang chiêu mộ Trà Giang. Dù vậy, điều khiến người hâm mộ tò mò hơn cả phải là vị trí ngoại binh. Dù đã có chuyền hai tỷ Gia Gia và đang thi đấu cực kỳ nổi bật, tuy nhiên đội bóng thủ đô vẫn cần thêm một ngoại binh có khả năng ghi điểm, sẵn sàng gánh team khi cần. Đã có không ít nghi vấn cho rằng tại sao Hóa chất Đức Giang không chiêu mộ Polina Rahimova với những gì đã thể hiện ở mùa giải trước. Ngoại binh này hoàn toàn đủ khả năng đưa đội bóng của Bầu Huyền lần đầu tiên lên ngôi vô địch quốc gia. Tuy nhiên, Hóa chất Đức Giang có thể còn chiêu mộ ngoại binh còn khủng hơn cả Polina, ít nhất là về mặt tiền lương. Theo một số nguồn tin, đương kim Á quân của vô địch quốc gia đã liên hệ và đưa về ngoại binh chơi vị trí chủ công có giá trị hàng trăm ngàn đô la Mỹ. Theo quy định của Liên đoàn bóng chuyền Việt Nam, mỗi đội bóng được phép tuyển hai ngoại binh nhưng chỉ có một cầu thủ thi đấu trên sân. Như vậy, nếu ngoại binh thứ hai của Hóa chất Đức Giang vào sân, chuyền hai Tijaya buộc phải ra ngoài. Đó cũng là lý do khiến cho đội bóng Hóa chất Đức Giang buộc phải tìm kiếm một chuyền hai nội chất lượng và Nguyễn Thị Thủy đang là cái tên được ưu tiên hàng đầu. Một thông tin khác cũng liên quan đến Hóa chất Đức Giang. Ở mùa giải mới, câu lạc bộ này đã đổi tên gọi và đổi trang phục mới. Đội bóng này sẽ chính thức đổi tên thành Hóa chất Đức Giang tia sáng. Ở mùa giải năm nay, đội bóng của Bầu Huyền sẽ không còn cái tên là Hóa chất Đức Giang Hà Nội, thay vào đó sẽ là Hóa chất Đức Giang tia sáng. Ngoài sự thay đổi về tên gọi, đội bóng này cũng thay đổi cả trang phục thi đấu. Ở những mùa giải trước, trang phục thi đấu của Hóa chất Đức Giang có hai màu là đỏ và vàng. Năm nay, màu vàng chủ đạo được giữ nguyên, nhưng màu đỏ đã được đổi sang thành màu hồng. Màu áo của đội bóng đương kim Á quân vô địch quốc gia được nhận xét là có thiết kế theo hơi hướng trang phục thi đấu Thái Lan. Ngoài ra, trên áo đấu còn được in logo ắc quy tia sáng. Ở giải bóng chuyền Cúp Hoa Lư Bình Điền 2023 chính là giải đấu đầu tiên mà thầy trò huấn luyện viên Vanachote sử dụng tên mới. Ở giải đấu này, các cô gái Hóa chất Đức Giang tia sáng đã luôn thi đấu nổi bật, bước vào bán kết với tư cách đội nhất bảng A. Ở trận bán kết vừa kết thúc cách đây không lâu, các học trò của huấn luyện viên Vanachote đã có cú lội ngược dòng để giành chiến thắng 3-1 trước đối thủ.